dưỡng cuộc đời. À, rồi chúc quý vị xem video thú vị. Hôm nay Thịnh với cả bạn Thành sẽ hướng dẫn mọi người cách nhồi lòng theo kiểu công ty vấn đề. Thành chào khán giả. Chào. Món này là gọi là món gì anh nhỉ? Đây là mình dùng món lòng lợn. À, lòng lợn à? Thực ra cái món lòng lợn thì ở quê thì ai cũng hay nhồi rồi, nên mình hay dùng lòng non. Em tưởng món lòng dê. Trong này là có tiết với cả là hành hoa với cả là rau húng xoăn thôi. Hôm nay anh em đi tìm cái lá mật tưới mà không kiếm được nhỉ. Cái lá mật tưới mà nhồi lòng thì nó sẽ ngậy và ngon hơn. Lá mật tưới thì ở thành phố này kiếm mới khó. Nhân cái lòng này gồm những cái gì anh nhỉ? À, trong này có mỡ, cả nước cho ít cú họng và hành hoa, rau thơm. Đây là anh Thắng Đồ Tẻ. Anh ấy đang thui vườn dê. Còi chào quý vị nhá. Nói thật với quý vị là thèm lòng lắm rồi. Thế hôm nay Hà làm một bữa lòng đầy đủ luôn. Thì lúc nay Hà đi chợ, Hà có mua một phần tim này, một ít dạ dày này, một ít lòng gọi là lòng ấy đấy, dạ dày này, tràng này, và lòng non này, và lá lách này, và bầu dục đấy. Và đã nhồi lòng sẵn đây rồi. Nhồi lòng thì đơn giản rồi mọi người nhé. Thì các loại rau thơm với cả mỡ thôi mình nhồi vào. Thì bây giờ là công đoạn là Hà với Thịnh sẽ cùng luộc. Thì cái tràng này nó có hai phần, một phần là giòn, một phần là non, thì Hà cắt ra. Cắt ra để cái phần này nó lâu chín hơn thì mình để sau. Phần này là nhanh chín hơn thì mình sẽ cho vào trước. Đó. Bây giờ Hà đợi nước sôi lên là Hà sẽ cho lòng vào. Trong cái nước này thì mình đã đập gừng với sả và cho một ít hạt nêm để cho nó đậm đà. Bây giờ đợi nước sôi cái là sẽ cho lòng vào luộc thôi. Hà đã luộc cái phần lòng này trước và cái phần dồi này đã luộc sau cùng. Còn đây là nước Hà đã bắt chanh rồi, chanh với đá để tí nữa làm hai công đoạn em ăn cho nó ngon. Lấy cho anh có cái thớt trắng đây đâu, chuyển thớt trắng. Nói chung là cái món lòng này là cái món mà lâu lâu phải ăn lại một lần cả. Lấy cho anh không dầu tỏi thèm lắm. Bát dầu tỏi này lên. Hà đã cho tim vào này. Kiếm một cái thớt sạch nhỉ. Đấy. Cho tim này, tràng này. Cái này cho vào cái nó phồng ra luôn này. Cho nước nóng cái nó phồng ra luôn. Ngon chưa? Cả nhà nhìn miếng lòng ngon không? Cái này chỉ cần sôi lên là những cái phần dễ chín mình sẽ vớt ra cho vào nước lạnh và vắt chanh nhá cả nhà nhá. Đây là cái phần này, phần đuôi của tràng ấy. Thì Hà sẽ phải cho vào nước lạnh luôn để tí nữa mình sẽ ấy lại vào cái phần lòng non. Đó, và dạ dày tí Hà thái ra, Hà chỉ trần lại một lần nữa là sẽ chín. Đấy, còn những cái phần lâu chín là những cái tim này và tim bầu dục, lá lách và cuống tràng. Đây thì Hà sẽ để sau. Cái này là ngon nhất này cả nhà này. Tí nữa cả nhà sẽ cảm thấy cái vị giòn của nó. Nó cong này, cứng đét luôn. Cái này sẽ luộc thêm một tí nữa. Cái này thì Hà sẽ cho nước lạnh tạo độ giòn. Cả nhà nhìn này, ngon không? Đó, săn như lò xo luôn.
Nhưng cái này bây giờ Hà thái ra để Hà trần cho vào đĩa luôn. Một tí nữa sẽ bày ra mẹt. Đây, những cái này bây giờ Hà thái nó luôn để Hà trần. Trần lại một lần nữa là xong. Đây cả nhà ơi, bắt đầu các công đoạn nó bắt đầu gần xong rồi, một bữa lòng rồi đấy. Hà cho ra đây. Siêu to khổng lồ luôn. Đó. Trần cái đầu hành nữa cả nhà. Nhìn đĩa lòng hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn. Đây, đầu hành đây. Ừ. Còn gì bằng nữa. Và cái này bây giờ bắt đầu cũng vớt ra trần cái là xong là để luộc lòng già này. Để tim thì không cần. Tim thì kệ nó. Để sau cùng tim với lá lách sau cùng. Đây bầu dục đây. Xong bây giờ Hà đã cho dồi vào để luộc nhé. Đấy. Cho dồi vào. Bây giờ cơ bản là chín hết rồi cả nhà. Bây giờ vớt ra để nguội và thái thôi. Khăn lạnh được không? Còn khăn lạnh được không? Cho anh cái khăn lạnh. Đó, ngon chưa? Cho anh mấy cái đi. Gan này. Còn gì không? Thế rồi. Cái này Hà sẽ múc nước ra đây để tí nữa ai ăn nước xịt thì ăn. Và cho một ít nóng vào. Bát này giữ nhiệt rất là tốt đấy. Bạn đá đấy. Thế thôi. Xong rồi bây giờ để nguội thôi. Nước xịt anh. Nước xịt. Nước xịt nó húp ngọt lắm ạ. Ừ, ngọt lắm. Cả nhà món lòng nó xong rồi đấy. Anh em ơi dùng đi. Nào dùng đi. À có dùng trước nhá. À thử miếng lòng này. Chấm với nước chấm này. Ăn dùng đi con. Dạ vâng ạ. Thôi mời. Anh Đạt, dùng đi anh. Dùng đi anh. Tuyệt vời. Cái lòng luộc kiểu này nó giòn lắm. Đây, miếng dạ dày đây cả nhà này. Ừ. Chấm này, thế nào? Giòn. Sơ, ba lọc, dùng em. Lòng chả ngon anh nhờ. Dạo này anh em mình lại ăn món này nhiều hơn nhỉ anh ạ? À? Ngon. Mới tối hôm đó ăn cái món lòng của anh Sư mang sang nên là khoảng rất là kèm chùa. Tối nay ăn lòng ngon quá. Ừ. Nhưng buổi đêm ăn được lòng ngon nhất anh Hà nhỉ? Ừ. Uầy, cái đĩa lòng này. Cả nhà ơi. Đĩa này ngon quá anh ạ? À? Đĩa này được ạ? À? Đĩa ngon. Ngon. Nhà cái lòng rồi này. Thích rồi, lòng ngon quá. Thơm. Hút bắt nước xít cả nhà. Dưỡng cuộc đời. Cảm nhận nào sự? Cái lòng có thơm anh ạ. Nướng rồi này cực kỳ thơm. Rồi được không? Rồi ngon anh. Nó thơm mà như anh còn cho thêm lạc sống vào vàng. Có cho thành phần là những gì thì đã trong video có rồi đúng không? Đấy. Ăn ngon anh ạ. Nạc thơm. Sống này rồi là hành răm vào. Ăn đi. Mà có cái mớ khẩu đấy anh ạ. Cái mớ khẩu này rất là giòn nè. Mớ khẩu này mới là đặc biệt này anh ạ. Mớ khẩu. Đúng rồi, em chuẩn là mớ khẩu đấy. Ngon anh. Ăn cái dồi này cảm giác không bị ngấy anh. Còn mình cho thêm lạc vào ăn nó không bị ngấy như kiểu các cái món dồi như ở hàng ta chỉ bó huyết lẫn thôi. Em ăn thử miếng này. Vâng, em xin ăn. Miếng này giòn cực. Anh Đạt ơi. Đây là miếng đầu tràng nhỉ anh nhờ. Nước mắm này nước chấm với nước chấm tỏi ớt thôi cả nhà. Tỏi với ớt với hạt tiêu thôi. Sướng nhỉ. Mà ngồi bên này là mình không gian mát. À thử miếng tin này. Tịnh làm tí nước xít à? Ăn lòng là có tí nước xít này đúng không? Đúng rồi.
Chào anh nhân sự. Vâng. Là cô gái từ Thái Bình đấy. Lên đây để thôi tập và kiếm tiền đi. À chắc em hôm nay năm nay vừa học xong đúng không? Ừ. Em lên đây thực tập trải nghiệm luôn. Sau về anh Hà anh cho em quản lý quán mới nhờ. Học xong cấp 3. Vâng, lên đi làm luôn. Cả nhà nâu nâu được bữa nòng nợn. Đã vào hôm qua. Phải nói luôn là đây là một trong những cái nét văn hóa của người Việt. Và khi ăn thì rất dễ ăn. Giòn nhỉ? Vâng. Giòn như ở ăn cả. Phải nhai xong đó. Ngon quá. À, rồi, chúc quý vị xem video thú vị. À, quý vị hãy nhớ đến đăng ký kênh của Hà Còi cũng như là hãy cho Hà một like, một comment để động viên Hà tiếp tục ra video tiếp theo. Chúc cả nhà xem video thú vị và xin chào và hẹn gặp lại.